Safe Plus Outlet, sale từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại Safe Plus Outlet. Đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân trong dịp lễ cuối năm. Chỉ có tại Safe Plus Outlet trên đường Harbour, góc đường Garden Grove. Điện thoại 714-981-6555, 981-6555. Ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời. Cái chương trình của Nhi thì bây giờ là phần cuối để mà Ý Nhi gửi đến quý vị với trò chuyện với cô nữ ca sĩ Lê Uyên. Cái show của cô sắp tới 11 tây tháng 12, đúng rồi, thứ 6. Ừ. Tại sao cô lại chọn thì cái nơi mà cô sẽ gửi đến quý vị cái chương trình của cô là ở trong hội trường Việt Báo phải không cô? Đúng rồi. Tại sao cô lại chọn cái hội trường đó? Cái hội trường đó nó tuy nhỏ thôi, nó chỉ có khoảng 200 người thôi. Dạ. Nhưng mà cái không khí nó rất ấm cúng và nó cho cô thấy một phần nào đó của những cái quán cà phê cái thời 1970. Wow. Dạ. Nó giản dị mà nó giống như hội trường của tất cả các sân trường đại học. Nó ít thôi nhưng mà nó ấm cúng. Thì cái điều đó cô muốn là cái cô thích nhất đó là những cái buổi trình diễn của cô, may mắn là khán giả và cô đó không có khoảng cách, very gần gũi với nhau. Very. Cháu có cảm tưởng tại vì cháu chứng người là hội trường Việt Báo, nếu quý vị đã đến rồi thì quý vị sẽ cảm tưởng được cái sự mà mà cô giải thích là vì cái chỗ đó là một cái nơi nó không có sân khấu rộng rãng, không có gì hết, rất đơn sơ, mà cô có thể ngồi gần và cũng như đến gần với tất cả khán giả. Mà không phải vì thế mà bây giờ thì mình phải theo thời chứ, tức là dù là cái không khí đó mình muốn nó, nhưng mà nó có đầy đủ những cái điều kiện để mình có thể thực hiện một cái chương trình theo ý muốn của mình một cách trọn vẹn, vẫn có ánh sáng spotlight, vẫn có, và âm thanh phải thật hay, đương nhiên. Wow. Phải thật hay, tại vì ý Nhi biết rồi đó, mình đi hát cái gì mà mình cần nhất, nhạc và âm thanh. Đúng rồi, cô Lê Uyên rất là khó tính. Nếu mà quý vị đã biết tới nữ ca sĩ này thì quý vị biết là đối với về âm nhạc, nghệ thuật, âm thanh, cô phải đầy đủ thì cô mới hát cho khán giả nghe được. Cháu công nhận cái đó, tại vì mình là một ca sĩ, mình phải look good. Yeah. Mình phải ca cho hay. Cho hay. Mà mình phải ca cho trọn. Đó đó. Nếu bây giờ âm mình hát rất hay, âm thanh dở thì mình dở theo. Thì đúng. Cái đó là không, nó coi như nó không có đi đôi với nhau. Không thì mình không có đưa. Tại vì giá vé đó thì rất là nhẹ nhàng quý vị. Giá vé thì VIP là 100 đồng. Mà giá đồng hàng là 60. Cháu thích nhất là cái này. Quý vị tới là chương trình là được bắt đầu lúc 7:30. 7:30. Bây giờ chương trình không có nhạc. Dạ, chưa có bây nhạc. Bây giờ quý vị tới, quý vị được uống một ly rượu vang. Nhiều ly rượu vang. Nếu có thể. Nhiều ly rượu vang. Nhiều ly rượu và vang. Được appetizer, ẩm thực nhẹ nhàng để mà đi chung với rượu đỏ. Đó. Có trà. Dạ, giống như là xanh. Mình đi nghe một chương trình giống như Mỹ người ta nói là nhạc jazz hay là một cái âm nhạc một buổi chiều âm nhạc. Nhưng mà đây là vào một thứ sáu, quý vị không có cần phải lo lắng ngày hôm sau mới đi làm. Mà quý vị đến có thể là vợ chồng với nhau, gia đình, bạn bè tới chung vui, uống vài ly rượu với appetizer là 8:15. Cô Lê Uyên sẽ trình bày những dòng mình nhạc non-stop phải không cô? Non-stop. Vậy cô dự trù là cô sẽ cống hiến đến quý vị bao nhiêu bài nè? Phần cô có lẽ 12 bài. Phần cô có còn ai nữa ạ? Có còn ai? Có những người bạn mà như cô nói lúc nãy đó, vì là kỷ niệm cho nên không phải kỷ niệm này rất hay. Là một cô ca sĩ vào cái thời vừa của cô đó. Thì hồi đó Sài Gòn cũng có nhiều thắc mắc lắm. Tại vì tên cô ca sĩ này là cô Uyên Phương. Uyên Phương. Uyên Phương. Là coi như em con bạn gì của chị Bạch Yến, của nữ ca sĩ Bạch Yến. Oh, yeah. Wow. Thành ra hát cái giọng hát rất đặc biệt. Wow. Rất hay. Mà qua bên này hát hay hơn ngày xưa. Mà lại là một cái người mà đam mê về âm nhạc. Rồi thì cô là người khuyến khích để làm một cái CD. Tại vì cái giọng hát hay như vậy, tại sao mà lâu không có một cái CD nào cho mình hết. Cuối cùng lại thì Uyên Phương cũng đã thực hiện một cuốn CD. Wow. Với cái chủ đề Một Thoáng Mơ Phai thì sẽ được giới thiệu đến tất cả mọi người của cái đêm hôm đó, cái CD đó. Vâng, không bằng là quý vị cũng đến tận nơi, nghe tận chỗ giọng hát của cô Lê Uyên
còn cộng thêm một người nữ ca sĩ mà một thời đó mà bút dòng hát rất hay, nhưng mà cô khen hay thì chắc phải hay very good rồi. Tại vì ai khen hay thì mình không tin, nhưng mà đến cô Lê Uyên khen hay là vì mà phải hát. Tại vì cô, quý vị cũng biết là hát chung với mình trên một sân khấu không phải là dễ, tại vì vì một cái chương trình của cô Lê Uyên mà mang đến đến cho các thính giả không mà lại có một người có thể mà cô giới thiệu đến tất cả cho các thính giả. Cô muốn cô nói tại sao Uyên Phương hát hay mà không cho mọi người nghe lại. Bây giờ cô nhắc với một số bằng hữu thì ai cũng biết được. Bên cạnh đó cô còn mời thêm Phạm Hà. Phạm Hà là một tiếng hát trẻ ở bên này thôi, nhưng mà vì anh sẽ phụ trách một đôi bài của nhạc sĩ Phạm Duy, thí dụ như Trả Lại Em Yêu. Đó, rồi Thương Linh nữa, Con Đường Tình Ta Đi. Đó là những bài của cái thời đó. Hay đó. Quá. Những bài thời đó. Rồi thì tại sao mình không hát một cái chương trình như vậy? Rồi không những là nó phải ăn khớp với nhau, cô mời cái người đánh đàn cho mình là nhạc sĩ Hoàng Công Luận. Là cũng là một người nhạc sĩ trẻ kéo violon nhưng mà một cái tâm hồn rất nghệ sĩ, cùng với một cái tay guitar rất đam mê âm nhạc là Hồ Chương. Và một cái người hát bè cho cô nữa là Văn Trường Phúc. Quý vị, thời buổi bây giờ mình kiếm được một chương trình mà có luôn cả ca sĩ bè nữa rất là khó. Mà đối với nhạc của chú và nhạc của cô đã chọn lọc cho thì bắt buộc nó phải ra được cái bài giống như là phải hát cho nó trọn. Cô muốn là khi mà mọi người ra về đó, cô sẽ sung sướng vô cùng với những cái điều mình làm, và cô muốn mọi người cũng sẽ nhớ hoài tới những cái gì mà cô đã đem lại trong cái buổi tối. Bắt buộc. Vậy cái đêm đó cô có dự định bán CD và cũng như mang những cái DVD vừa rồi mình mới phát lên đó, cô cũng muốn cũng có giới thiệu đến cho khán giả không? Có chứ. Cô có một cái DVD mà cô rất là hân hạnh mà rất vinh dự để giới thiệu, là một cái show được một cái chương trình vinh danh chú tổ chức ở Việt Nam với 25 triệu cái TV được phát, được tiếp sóng trong cái buổi đó. Đó là trực tiếp truyền hình. Thì đó là cái buổi vinh danh chú, và cô hát live 16 bài liên tiếp. Và được đón nhận và là vô cùng thích thú. Đó là cái DVD. Và cái đó cũng là cái ước mơ của chú, phải cần mà cô đã thực hiện. Cô bắt đầu làm đã làm xong rồi. Cô đã làm xong rồi. Cô đã phát hành rồi đó. Là cô đã làm và đạt được cái DVD cái điều mà chú muốn. Rất là quý. Nếu mà quý vị tới với cô Lê Uyên vào ngày 11 tháng 12 vào thứ sáu và ở hội trường Việt Báo trong cái khu Moran ở đâu ai cũng biết hết, nằm bên cạnh Phú Lộc Thọ đó quý vị. Thì cái số điện thoại mà quý vị có thể mua vé được là 714-894-2500, rất dễ nhớ. Thì quý vị có thể mua vé trước vì giá vé cũng như là ghế vé cũng có giới hạn thôi. Tại vì bán hết vé rồi thì thực sự ra cũng không bán được nữa, mà chỗ nó chỉ chứa được có 200 người thôi. Thì quý vị mua để ủng hộ và gửi nhớ lại những cái tình khúc của mình nằm trong lòng mình đó cô ha. Đúng rồi. Cần phải kiếm một nơi để mà có thể là giải thoát. Đúng rồi. Giải thoát cho nó hay. Đúng vậy rồi. Là cái phần cuối chương trình của cháu rồi cô ơi. Cháu nhờ cô có thể chia sẻ vài lời cho, với khán giả của Đài Loan Sài Gòn TV. Trước hết là cảm ơn Ý Nhi, một người đã cũng hát giống như tôi và đã chia sẻ tất cả mọi cái cảm xúc của tôi từ nãy giờ. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chúng tôi trò chuyện với nhau từ nãy giờ. Và điều Lê Uyên mong muốn bây giờ vẫn là được gặp tất cả quý vị, những người cùng thời hay là những người của thế hệ trẻ đến, để chúng ta có được một cái buổi mà chúng ta trở về với những kỷ niệm, với những điều mà chúng ta đã ấp ủ, đã giữ kín trong lòng. Một cái đêm nhạc mà Lê Uyên nghĩ rằng là Lê Uyên như một cái lời cảm ơn với cái sự mà yêu mến của tất cả quý vị dành cho dòng nhạc Lê Uyên Phương suốt gần 50 năm qua. Một lần nữa xin cảm ơn đài và xin cảm ơn tất cả quý vị. Chị Kê Châu cảm ơn cô rất nhiều và chúc cô được thành công. Mong rằng
cái linh hồn của chú sẽ mãi mãi ấy sống trong cái lòng của cô và cũng như phù hộ cho cô và cũng như cho tất cả mọi người chúng ta còn sống ở đây. Chương trình của cô Lê Uyên là vào ngày 11 tháng 12 trong hội trường Việt Báo vào lúc 7:30. Giá vé thì có 100 đồng, đồng hàng là 60. Cái tốt nhất là quý vị tới sớm để mà có thể uống vài ly rượu vang, rượu đỏ và cũng có ẩm thực appetizer nhẹ nhẹ, trò chuyện với nhau vào thời đó. Xong rồi chương trình sẽ bắt đầu vào từ 8:15 để mà có thể cùng mang những cái kỷ niệm trở về vào thập niên 1970. Một lần nữa, Y Nhi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và Y Nhi xin chúc được quý vị một sức khỏe dồi dào. Xe Plus Outlet xếp từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng, từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại Xe Plus Outlet, đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân trong dịp lễ cuối năm. Chỉ có tại Xe Plus Outlet trên đường Harbour, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-981-6555, 981-6555. Ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời.